Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tình Đoạn phát biểu về những người bạn Mỹ của Tổng bí thư Tô Lâm bị cắt bỏ. Ngày 27 tháng 9, AFI Tiếng Việt cho hay, báo Việt Nam cắt bỏ đoạn phát biểu của Tổng bí thư Tô Lâm ca ngợi những người bạn Mỹ. Theo đó, một đoạn trong bài phát biểu của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Mỹ đã bị báo chí nhà nước cắt bỏ. Và đây là hình bài trên AFI. Cụ thể, AFI cho biết, ngày 23 tháng 9, ông Tô Lâm có bài phát biểu nhân lễ kỷ niệm một năm đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ tại Viện Nghiên cứu Asian Society New York. Bài nói chuyện này được báo tuổi trẻ đăng tải toàn văn có đoạn. Trong cách mạng tháng 8, những người bạn Mỹ là lực lượng nước ngoài duy nhất bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được mời tham dự lễ tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 và chứng kiến Hồ Chủ tịch trích dẫn tuyên ngôn độc lập Mỹ. Hôm đó, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trên khán đài nổi bật khẩu hiệu hoan nghênh phái đoàn Mỹ. Tuy nhiên, theo AFA, sáng ngày 27 tháng 9, giờ miền Đông Hoa Kỳ, đoạn phát biểu về những người bạn Mỹ đã không còn trên báo tuổi trẻ online. Tờ báo này không có bất kỳ lời đính chính hay giải thích nào. Theo AFA tìm hiểu, trên Wayback Machine, kho lưu trữ kỹ thuật số của World Wide Web được thành lập bởi Internet Archive có 9 lần. Trang này chụp lại màn hình bài viết từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9 với nhiều thay đổi. AFA cũng cho biết các tờ báo nhà nước khác khi tường thuật về buổi lễ và về bài phát biểu trên đã tóm tắt ngắn gọn phần về lịch sử quan hệ Việt-Mỹ không trích dẫn câu nói ở trên. Kênh YouTube của Phố Bồ Sa TV đã quay lại toàn bộ bài phát biểu trên của ông Tô Lâm và đăng tải trên kênh này, cho thấy lãnh đạo của Việt Nam có nói những lời nêu trên. AFA nhận xét, Về các tờ báo nhà nước kiểm duyệt để rút bài, rút linh, sửa bài viết mà không có bất kỳ giải thích nào là chuyện không lạ Tuy nhiên, lần này không rõ lý do vì sao đoạn nói chuyện của ông Tô Lâm tại Mỹ lại bị cắt bỏ. Và đây là hình ông Tô Lâm phát biểu tại Viện Nghiên cứu Asian Society tại Hoa Kỳ. Trước đây, vào ngày 11 tháng 9 năm 2023, VOA Tiếng Việt cho hay các cơ quan truyền thông do nhà nước Việt Nam kiểm soát đã cắt cục phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden về vấn đề nhân quyền của Việt Nam trong những phiên bản được gọi là toàn văn phát biểu của ông sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Trọng về việc nâng cấp quan hệ ngày 10 tháng 9 năm 2023. Theo khảo sát của VOA, những video thời sự có phần dịch lòng tiếng được phát sóng trên các đài truyền hình nhà nước cùng bài đăng trên một số website có báo mạng khác cho thấy phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau cuộc họp với nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đã bị cắt bỏ, chỉ chừa lại một vết. Theo bản ghi do Tòa Bạch Ốc công bố và theo video thu trực tiếp tại hiện trường, Tổng thống Biden nói rằng tôi cũng đã nêu lên tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền là ưu tiên hàng đầu của cả chính quyền của tôi và người dân Mỹ và chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại thẳng thắn về vấn đề đó. Trong khi đó, phiên bản được sử dụng trên truyền thông nhà nước Việt Nam chỉ nói rằng tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền con người. AFI dẫn bình luận của một số facebooker Việt Nam cho thấy nhiều nhận xét khá tích cực về chuyến thăm Mỹ lần này của ông Tô Lâm và những phát biểu của ông tại Mỹ. Những nhận định này đại ý cho rằng có thể ông Tô Lâm không giáo điều như cố tổng bí thư trọng và bày tỏ hy vọng về một số đổi mới cho Việt Nam trong tương lai. AFA cho biết thêm, đoạn trích câu nói trên của ông Tô Lâm được nhiều tài khoản Facebook cá nhân ở Việt Nam đăng lại để minh chứng cho điều này. Tuy nhiên, AFA cũng dẫn các ý kiến bày tỏ nghi ngờ đối với người đã có hơn 40 năm phục vụ trong ngành công an và là Bộ trưởng Bộ Công an suốt 8 năm trước khi trở thành Tổng bí thư Chủ tịch nước quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin đoạn phát biểu về những người bạn Mỹ của Tổng bí thư Tô Lâm bị cắt bỏ xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ Xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới Kim Vũ Xin kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin 9 người Việt Nam bị bắt giữ ở Thái Lan vì hành vi bắt cóc. Ngày 27 tháng 9, VOA tiếng Việt cho hay, cảnh sát Thái Lan bắt giữ 9 người Việt Nam vì bắt cóc một người Thái Lan, một người Đài Loan. VOA trích dẫn nguồn tin từ các hãng tin quốc tế cho hay, nhà chức trách Thái Lan đã bắt giữ 9 người đàn ông Việt Nam ở Bangkok với cáo buộc giam giữ trái phép một phụ nữ Thái Lan và một người đàn ông Đài Loan, đồng thời đã đánh đập người đàn ông, đã ép ông ấy trả khoản nợ 1,7 triệu baht, từ một giao dịch về tiền mã hóa. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn lời Thiếu tướng Cảnh sát Nutanot, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập cảnh Thái Lan cho hay, giới chức Thái Lan đã tiến hành điều tra sau khi nhận được thông tin rằng một nhóm công dân nước ngoài đã bắt giữ một đôi nam nữ vì chuyện nợ nần. VOA dẫn các trang tin quốc tế. Theo đó, người phụ nữ Thái Lan được nêu tên là Suchada, 33 tuổi, và người đàn ông Đài Loan là Lee, 21 tuổi. Các điều tra viên phát hiện rằng những nghi phạm là công dân Việt Nam điều hành một cơ sở kinh doanh tiền kỹ thuật số ở Thái Lan, cư trú tại Lách pháo Soi 41 ở khu vực Chanh Ca Sẻm của quận Chachuechak. VOA cho biết cảnh sát đã theo dõi hoạt động của những người bên trong ngôi nhà. Họ nhận thấy có nhiều người ở đó và hành xử một cách đáng ngờ. Theo VOA, ngày 25 tháng 9, một số người đàn ông đã lên một xe ô tô đeo biển số giả và rời khỏi ngôi nhà. Sau đó, các sĩ quan cảnh sát đã lần theo dấu vết của họ đến một nhà kho ở tỉnh Suphanburi. Đêm hôm đó, chiếc xe rời khỏi nhà kho và quay trở lại ngôi nhà ở lách pháo soi 41. Nhóm người đáng ngờ đã đưa một người đàn ông và một người phụ nữ ra khỏi xe. VOA tiếp tục dẫn các hãng tin quốc tế cho biết, Cục xuất nhập cảnh Thái Lan đã nhận được thông tin từ các quan chức Đài Loan ở Bangkok rằng cha của ông Lee đã nộp đơn trình báo với cảnh sát ở Tân Đại Bắc sau khi con trai ông gọi điện cho gia đình ở Đài Loan đề nghị họ chuyển tiền cho ông ấy. Ông Lee đã nói với cha mình rằng ông bị một nhóm người đàn ông Việt Nam bắt giữ, hành hung và đe dọa sẽ giết ông. Và đây là hình chính người Việt bị bắt giữ tại Bangkok. VOA cũng cho biết cảnh sát đã tìm thấy bà Suchada và ông Lee trong một căn phòng của ngôi nhà. Chính người đàn ông Việt Nam đã bị bắt giữ. Cảnh sát cũng thu giữ một khẩu súng lục, 33 viên đạn và hai xe hơi. VOA dẫn lời khai của bà Suchada trong quá trình thẩm vấn nói rằng Bà là bạn gái của ông Ly, Một nhà môi giới người Thái đã đưa họ đến ngôi nhà vì ông Ly muốn mua tiền kỹ thuật số ti thờ trị giá khoảng 1,7 triệu baht, tương đương hơn 52.200 đô la Mỹ. Hai ông bà sau đó đã gặp một người đàn ông có tên là Phạm Ngọc và thảo luận việc mua bán. Những người đàn ông Việt Nam đã chuyển số tiền kỹ thuật số tương đương với 16,3 triệu baht và một ví kỹ thuật số do ông Ly cung cấp. Tuy nhiên, ông Ly đã không chuyển số tiền Thái Lan cho nhóm người Việt. Vẫn theo VOA, ông Lee chỉ là đại diện cho một người đàn ông khác tên là Aton. Sau khi nhận được tiền chuyển khoản, Aton đã cắt đứt liên lạc, thiếu tướng cảnh sát cho biết. VOA dẫn lời khai của ông Lee với cảnh sát rằng những người đàn ông Việt Nam đã khống chế ông Lee và bà Suchada. Họ đã đánh người đàn ông Đài Loan bằng ống kim loại và trói một sợi dây quanh cổ ông. Họ cũng đe dọa sẽ dùng kéo cắt đứt ngón tay của ông. Có lúc họ đánh vào đầu ông bằng súng và đe dọa sẽ giết ông nếu ông không trả lại tiền. VOA cho biết thêm, cảnh sát xuất nhập cảnh đã thu hồi giấy phép lưu trú của chính người Việt Nam và thu giữ vũ khí, xe cộ của họ. Các nghi phạm đã được bàn giao cho đồng cảnh sát Fahayotin để xử lý theo pháp luật. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chính người Việt Nam bị bắt giữ ở Thái Lan vì hành vi bắt cóc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.